Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Giang nữ diễn viên cổng mặt trời hội ngộ đều lạ là mẹ bỉm nhưng nhân sắc được nhận xét ngày càng lên hương. Bốn diễn viên phim cổng mặt trời gồm Tú Vi, Lê Bê La, Nguyệt Ánh, Hiền Trang đã có dịp đi chơi cùng nhau. Mới đây, diễn viên Tú Vi đã đăng tải đi chơi cùng ba diễn viên Nguyệt Ánh, Lê Bê La, Hiền Trang. Tú Vi viết, cổng mặt trời là sinh viên, bây giờ ngồi nói chuyện trung niên, tóc bạc, da nhăn, con cái học trường nào. Lúc này làm ăn ra sao? Ôi trời ơi thời gian, xin hãy ngừng trôi một chút thôi có được không? Theo đó, dù trải qua thời gian dài, nhưng các diễn viên đều sở hữu sự gắn bó khăn khích với nhau từ công việc đến đời sống thường ngày. Ở buổi gặp gỡ này, dàn sao diện đồ đơn giản trang điểm nhẹ nhàng để giữ sự tươi tắn các biểu cảm sai hay hay nhắn nhít chu môi cũng được các nghệ sĩ thực hiện. Các người đẹp tạo dáng nhí nhố bên nhau, chẳng cần lên đồ lộng lẫy dàn sao vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Dàn mỹ nhân U40 lúc nào cũng tươi tắn. Cộng đồng mạng nhận xét, dù đã ở U40 nhưng mỗi khi gặp nhau, tâm hồn của dàn sao cổng mặt trời đều như trở về thời 19 đôi mươi. Tú vi Lebella đổi sắc 1910. Hiền Trang và mỹ nhân gốc Đắk Lắk có gương mặt tròn giống nhau. Kali và nhiều fan đã để lại bình luận bên dưới bài viết của Lebella, cưng quá nha bạn mình ơi, dành cả thời sinh viên để coi cổng mặt trời, qua đi coi lại không biết chán luôn. Ngay trước buổi gặp mặt này, Hiền Trang đã công khai tin ly hôn đến người hâm mộ, vậy nên fan đồng đoán động thái của họ chị em vừa an ủi, vừa cho thấy sự mạnh mẽ của Hiền Trang. Tôi và chồng cũ đã chia tay được 4 năm, con gái lớn của tôi năm nay 11 tuổi, con trai gần 5 tuổi, hoàn cảnh đơn chiếc nên mấy năm nay tôi vừa đóng phim, ca hát, vừa tranh thủ chăm sóc con cái. Đi diễn xa xôi cũng cố gắng về sớm để lo cho con, hạn chế đi dài ngày. May mắn tôi có mẹ và một người giúp việc nợ đơn, người đẹp sinh năm 1985 nói. Dù làm mẹ đơn thân như cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ. Body không đùa được đâu ở tuổi 36 của Hiền Trang. Dù một mình nuôi hai con, Hiền Trang vẫn cố gắng bù đắp không để các con thiệt thôi. Sinh nhật của các con, nội diễn viên đều cố gắng tổ chức đầy đủ. Những ngày lễ Tết, cô đều ở bên các con, đưa các bé đi du lịch, thăm hỏi họ hàng. Hiện tại cuộc sống của Hiền Trang đã dần ổn định, nhan sắc vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng. Sau thành công của bộ phim Cổng Mặt Trời, cô không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, chủ yếu chạy show ca hát. Dàn sao Cổng Mặt Trời vẫn thường tổ chức những buổi gặp mặt, tham gia show chung và hỗ trợ nhau trong con đường nghệ thuật. Dù hiện tại có nhiều bộ phim mới, nhiều người đẹp hơn xuất hiện ở làng giải trí, nhưng đây vẫn là thanh xuân khó ai thay thế của một thế hệ khán giả Việt. Bạn nhận xét như thế nào về mảng đỏ sắc của bốn mảnh cổng mặt trời trên đây? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận ngay nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.